Đó là con câu bằng mồi tôm hả? Còn con câu cái này là câu cái gì? Câu cá gì? Cá ngát với cá dồ hả? Đâu, con cá đó là cá ngát hả? Cá dồ. Để chúng coi kìa. Ngon lành. Con này là lớn nhất chưa? Con này là nhỏ hả? Đây, chạy con. Một ngày câu được mấy ký? Là chim cái này là mắc chia chia đâu đó nghe bồ. Đây là thành quả của tụi nó. Có nhiều vậy hả? Nó kiểu gần lắm. Chứ ra. Đi gần nó lâm một cái là đi bắt đi nhà thương đó, không có giỡn đâu. Thường là tụi con câu từ mấy giờ đến mấy giờ? Hả con trai? Thường con câu từ mấy giờ đến mấy giờ? Rất là trắng rồi, câu đến câu về về. Rồi. Dạ. Thường tụi con câu từ mấy giờ đến mấy giờ? Câu về chưa chiều. Chưa về chiều hả? Dạ. Buổi sáng không câu hả? Cả bữa. Ai có chi mấy. Thank you.